Trung tâm văn hóa Huyền Trân, một cái địa chỉ du lịch mang yếu tố tâm linh kết hợp với sinh thái mới của tỉnh Thừa Thiên Huế. Với tổng diện tích toàn bộ ở đây là 28,5 hecta, nó tọa lạc tại đường Ngũ Phong thuộc phường An Tây, thành phố Huế, gồm 5 địa điểm tham quan. Chính điện là đền thờ bà Huyền Trân Công Chúa, được khởi công xây dựng vào năm 2006. Ngoài ra ở đây còn có đền thờ Đức Vua Trần Nhân Tông, tượng Phật Chí Lặng, tháp Trung Hòa Bình và thiền viện Hưng Vân nữa. Thì toàn bộ công trình này được khởi công xây dựng năm 2006 và khánh thành vào năm 2009. Sở dĩ người ta đã chọn năm 2006 là năm xây dựng cái trung tâm này, bởi vì năm 2006 là ở Huế tổ chức một sự kiện đặc biệt, đó là lễ kỷ niệm 700 năm kể từ khi vùng đất Thuần Hóa Phú Xuân Thừa Thiên Huế ra đời. Nghĩa là người ta lấy cột mốc từ năm 1306, khi đó bà Huyền Trân Công Chúa là con gái của Đức Vua Trần Nhân Tông, mới tròn 19 tuổi, được Đức Vua Trần Nhân Tông gả cho vị vua Chiêm vào thời đó là Chế Mân của nước Chiêm Quốc. Và để lấy được cô công chúa nhà Trần xinh đẹp, thông minh, hiếu nghĩa, thì vua Chế Mân của nước Chiêm Quốc đã rất hào phóng, như là cắt cái vùng đất Châu Ô, Châu Lý, lãnh thổ Chiêm Quốc của nước mình để làm cái món quà sinh lễ trao tặng cho người Việt của chúng ta. Thì cùng xin thưa với gia đình như thế này, ngày xưa vào thế kỷ thứ 14 dưới vương triều của nhà Trần thì lãnh thổ người Việt của chúng ta chỉ kéo dài từ phía bắc sông Hiếu của tỉnh Quảng Trị ngày hôm nay mà thôi. Còn một phần khu vực miền Trung và Tây Nguyên này là lãnh thổ của một quốc gia khác mà lịch sử quen gọi là Chiêm Quốc. Như vậy thì hai Châu Ô, Châu Lý của thế kỷ thứ 14, nếu tính về thế kỷ chúng ta đang sống tại đây thì nó tương đương với 4 tỉnh ngày nay. Nghĩa là bắt đầu từ phía nam sông Hiếu tỉnh Quảng Trị cho tới phía bắc sông Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam, nghĩa là bao gồm một phần lãnh thổ tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng và phía bắc sông Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam. Thì như vậy nhờ công lao của bà Huyền Trân Công Chúa ra đi lấy vị vua Chiêm Chế Mân, Đại Việt thế kỷ thứ 14 đã có thêm 4 mảnh đất mở đầu cho quá trình nam tiến của người Việt về phía nam sau này. Nhưng mà cuộc đời của bà Huyền Trân thì cũng gặp rất nhiều trắc trở, nghĩa là sang làm dâu xứ Chiêm chưa tròn được một năm thì vào tháng 5 năm 1307, vua Chiêm Chế Mân băng hà. Và khi vua băng hà thì người Chiêm có một phong tục rất khắc nghiệt, đó chính là hoàng hậu phải lên giả hỏa thiêu, thiêu sống được cùng vua trở về thế giới bên kia. Nếu đối với người Việt thì đây là một phong tục rất khắc nghiệt, nhưng với người Chiêm lại là một phong tục rất thiêng liêng và cao quý, bởi những ai được vua sủng ái nhất mới có quyền lên giả hỏa thiêu để cùng vua trở về thế giới bên kia. Và Huyền Trân Công Chúa chính là người được vua sủng ái và là người phải gánh chịu cái phong tục này của người Chiêm. Nhưng mà lúc này thì bà Huyền Trân Công Chúa lại đã mang giọt máu của vị vua Chiêm Chế Mân. Chính vì lại đó mà người Chiêm không thể đưa bà Huyền Trân lên cái giàn họa thiếu đó được, mà đợi đến ngày bà sinh nở xong thì vào 2 tháng sau năm đó thì bà đã hạ sinh cho vị vua Chiêm Chế Mân một hoàng tử và đặt cái tên là Chế Đa Gia. Và đồng thời người Chiêm đã lấy danh hiệu là hoàng tử Chế Đa Gia để báo tin sang Đại Việt của chúng ta. Thì vào tháng 10 năm 1307, Đức Vua Trần Anh Tông, nghĩa là anh trai bà Huyền Trân, đã nhận được tin báo. Và sau khi nhận được tin báo như vậy thì Đức Vua đã cử một vài đoàn tùy tùng sang nước Chiêm. Cái mục đích đầu tiên là nhằm viếng thăm tang lễ vua Chế Mân, và cái mục đích thứ hai nữa là tìm cách để Huyền Trân thoát khỏi cái phong tục khắc nghiệt của người Chiêm. Thì sau khi sang nước Chiêm thì chủ tướng của chúng ta, đó là vị tướng Trần Khắc Trung, đã đưa ra một ý kiến về người Chiêm như thế này: nếu như bây giờ đưa bà Huyền Trân lên cái giàn họa thiêu thì sẽ không còn người đứng ra làm chủ trương ma chay theo lối của người Việt, chi bằng cả hai bên, nghĩa là người Chiêm và người Việt đồng thời kết hợp lại với nhau, lập một giàn chiêu hùng trực bờ biển, rước linh hồn Đức Vua Chế Mân cùng về, sau đó mới đưa Huyền Trân lên cái giàn họa thiêu sau. Và ý kiến chúng ta đưa ra như vậy đã được người Chiêm đồng ý, và cũng đồng thời lợi dụng vào buổi sáng sớm khi sương mù đang giăng phủ trên bờ biển, người Chiêm đang bận rộn lập cái giàn chiêu hùng đó, thì chúng ta đã dùng một chiếc thuyền để đưa bà Huyền Trân quay trở về Thăng Long Đại Việt. Nhìn là vào năm 1308 thì Huyền Trân Công Chúa trở về đến Thăng Long Đại Việt, một người phụ nữ mới 20 tuổi chịu đựng có quá nhiều nỗi đau. Nỗi đau thứ nhất đó là nỗi đau mất chồng, nỗi đau thứ hai nữa đó là nỗi đau phải bỏ lại đứa con nơi xứ người, nỗi đau thứ ba nữa về đến Thăng Long Đại Việt thì 2 tháng sau đó nhận được tin báo, đó chính là Thường Hoàng Trần Nhân Tông, thân phụ của bà, đã viên tịch. Nỗi đau chồng chất lên nỗi đau như vậy nên bà mới quyết định xuất gia tu hành. Cái điểm tu đầu tiên của Huyền Trân là núi Châu Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay, và sau đó thì bà chuyển dần xuống núi Hộ Sơn, huyện Thiên Bảo, tỉnh Nam Định, lập một cái am nhỏ dưới chân núi. Sau này am đã trở thành điện Phật, hay còn gọi là chùa Nồn Sơn, tên chữ là có nó của nó là Quảng Nghiêm Từ. Thì công cuộc tu hành của bà Huyền Trân chủ yếu diễn ra tại tỉnh Nam Định ngày hôm nay. Và vào ngày 9 tháng Giêng năm 1340, bà Huyền Trân Công Chúa đã viên tịch ở tuổi 53, 20 tuổi đời và 33 tuổi cống hiến cho đạo Phật. Và về sau đến vương triều nhà Nguyễn thì vương triều nhà Nguyễn đã sắc phong cho bà Huyền Trân Công Chúa là trai tịnh trung đẳng thần, nghĩa là một vị thần có công lao to lớn trong sự nghiệp mở mang bờ cõi. Huyền Trân Công Chúa cũng như những người phụ nữ khác của dân tộc Việt như bà Triều, hai bà Trưng, hai Bùi Thị Xuân, hay chị Hai Năm Tấn thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đã tạo nên những trang sử vàng cho phụ nữ dân tộc Việt, xứng đáng với 8 chữ vàng mà sau này bà Hồ đã trao tặng, đó chính là phụ nữ Việt Nam trung hậu, kiên cường, bất khuất, đảm đang, một người phụ nữ đáng để chúng ta ghi nhận công lao hiện tại cho đến tận bây giờ. Dạ, xin thưa với gia đình như thế này thì đây là hình tượng thứ hai của bà Huyền Trân, hình tượng bà xuất gia tu hành, nghĩa là vào năm 1309 dưới sự ấn chứng của quốc sư Bảo Phạt
thì bà Huyền Trân Công Chúa đã thọ Bồ Tát giới và lấy cái pháp danh là Hương Tràng. Từ hương có nghĩa là hương thơm, còn từ tràng có nghĩa là tràng hạt trong cửa nhà Phật. Bức tường này người ta tạc nguyên một khối đá thanh, đá thì người ta lấy ngoài Thanh Hóa vào, nhưng tạc thì người ta tạc ở non nước thành phố Đà Nẵng ngày hôm nay. Bức tường này do nghệ nhân Long Bự, Long Bự là một nghệ nhân tạc tượng Phật nổi tiếng ở non nước thiết kế và tạc bức tường đi Hương Tràng. Thì tham quan cái địa điểm tâm linh đầu tiên này thì gia đình chúng ta có thể ra phía sau này cùng chiêm ngưỡng cái đền thờ Đức Vua Trần Nhân Tông. Chúng ta sẽ bắt gặp hai hình tượng, đó là cái đôi rồng châu nó đặc biệt lục dài nhất của Việt Nam sau này. Thì ở đây là điện thờ của vị tướng quân Đoàn Nhự Hai, ngài là người gốc Hải Dương, sinh năm 1280, mất năm 1335. Nghĩa là vì quang và trấn thủ cái vùng đất châu Âu châu Lý này đầu tiên, sau khi châu Âu châu Lý chính thức sáp nhập vào Đại Việt của chúng ta. Và chính ngài cũng là người đã đổi cái tên gọi châu Âu châu Lý của người Chiêm là thành châu Thuần và châu Hóa của Đại Việt hiện tại bây giờ. Mà bây giờ đến Huế thì gia đình chúng ta vẫn thường nghe đó là từ Thuần Hóa Phú Xuân từ tiếng Huế đó. Cái từ Thuần Hóa là do vị tướng quân Đoàn Nhị Hai đã đổi vào năm 1307. Và nếu như là rằng bà Huyền Trân là người có công mang về cái mảnh đất châu Âu châu Lý cho người Việt, thì vị tướng quân Đoàn Nhị Hai cũng là người có công để góp sức xây dựng cái vùng đất châu Âu châu Lý phát triển như ngày hôm nay, mà trong đó là có tỉnh Thừa Thiên Huế bây giờ. Thời gian đi trong vòng khoảng mất tiếng rưỡi 2 tiếng mới hết toàn bộ. Ở đây người ta thiết kế một cái hồ như thế này, hồ tròn, người ta gọi là hồ Nhật Nguyệt. Nhật là tượng trưng cho trai, Nguyệt là tượng trưng cho gái. Thế à? Đôi rồng đặc kỷ lục dài nhất của Việt Nam, 180. Cái lần này hình như quay TV đây. Dạ đúng rồi ạ. Dạ cùng xin kính thưa với gia đình như thế này, thì đây là đôi rồng châu, nó đặc kỷ lục dài nhất của Việt Nam, 108m, và người ta thiết kế tương đương với 108 bậc cấp như thế này, là con đường dẫn gia đình chúng ta cùng đến với đền thờ Đức Vua Trần Nhân Tông. Và xung quanh cái đôi rồng châu này có một cái điểm tích như thế này: lúc Thượng Hoàng Trần Nhân Tông sắp viếng tịch thì ngài có cho mời gọi đệ tử của mình về, mà cụ thể là Bảo Sát. Trên đường về, đệ tử Bảo Sát đã thấy một hiện tượng lạ, đó chính là nước sông dâng cao, bầu trời trở nên đen xám, và đồng thời trên bầu trời thì xuất hiện hai con rồng, mỗi con dài hơn một trường cuộn lấy nhau. Chính vì cái điểm tích đó mà người ta đã quyết định xây dựng cái đôi rồng châu đặt trước đền thờ Đức Vua Trần Nhân Tông, nhằm thể hiện cho sự uy quyền và vững mạnh của một vương triều, mà đây chính là vương triều nhà Trần. Và cũng không phải sở dĩ người ta đã chọn chiều dài đôi rồng châu là 108m, bởi vì toàn bộ trung tâm nó tọa lạc tại núi Ngũ Phong thuộc phường An Tây, thành phố Huế, mà đỉnh núi Ngũ Phong thì nó cao 108m so với mực nước biển. Yếu tố thứ hai nữa, ở đây chủ yếu phát triển du lịch tâm linh, và nếu gia đình chúng ta để ý thấy rằng 108 chính là 108 chuỗi hạt trong chuỗi nhà Phật. Chính vì vậy người ta thiết kế cái đôi rồng châu dài 108m như thế này. Trên này là đền thờ Đức Vua Trần Nhân Tông. Ngài là một vị anh hùng giải phóng dân tộc của Đại Việt bằng việc đã lãnh đạo quân dân đánh thắng hai cuộc kháng chiến Nguyên Mông vào các năm 1285-1288. Đồng thời ngài cũng là một nhà ngoại giao kiệt xuất bằng việc đã đưa ra chính sách nhu Việt, như là ngựa gạ bà Huyền Trân, để Đại Việt vào thế kỷ thứ 14 có được mảnh đất châu Âu châu Lý, đặt nền móng đầu tiên cho quá trình Nam tiến của người Việt về phía Nam bằng phương pháp ngoại giao hòa bình. Ngoài ra, ngài còn là vị tổ sư của Thiền Trúc Lâm Yên Tự ngày hôm nay. Nghĩa là vào năm 1299, lúc đó 41 tuổi, thì ngài chính thức lên núi Yên Tự ở độ cao 1068m tu hành Đầu Đà và lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Trên cơ sở kết hợp những dòng thiền từ bên ngoài vào, thì ngài đã sáng lập ra Thiền Trúc Lâm Yên Tự ngày hôm nay, một dòng thiền mang đậm trái tim khối óc hơi thở văn hóa của người Việt chúng ta. Và nếu như nói rằng cả thế giới có Phật Thích Ca Mâu Ni, thì riêng người Việt có một vị Phật duy nhất, đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Một người sau khi làm vua nhường ngôi cho con trai nên làm Thái Thượng Hoàng, xuất gia tu hành sáng lập thiền, và sau khi ngài mất thì được nhân gian ngưỡng vọng và đặt tên, đó chính là Phật Hoàng. Đây là một hiện tượng hiếm có trong lịch sử phong kiến nước Việt của chúng ta. Cũng rất tiếc bởi vì bây giờ là đến giờ mà anh kia làm bảo vệ vì họ đóng đền trước, mình không có thời gian lên tham quan. Dạ. Chưa không thì nếu như tham quan xong thì mình có thể đi xuống. Nhưng bên mà này là Phật Hoàng Trần Nhân Tông du tịch thì ở đâu nhỉ? Đưa thi hai ngày ở đâu nhỉ? Dạ thi hai ngày thì người ta làm ở hai nơi, một nơi thì người ta giữ ở Am Hòa Vân Yên Tự ngày hôm nay, và một nơi thì người ta đưa về Ninh Bình, quê gốc của nhà Trần, hiện tại bây giờ người ta thờ phụng. Hai nơi sau khi ngài viên tịch thì người ta làm hai nơi để thờ ngài như thế.